trong một ngày chúng ta sắp xỉ cái hàm lõi suất với một tập các phương thức của Gauss. Ở đây chú ý điều này, tức là cái hàm hình chuông ấy là một cơ chế rất là tốt để sắp xỉ cái mật độ lõi suất trong rất nhiều trường hợp thực tế. Tuy nhiên, nó không phải là biện pháp bản năng. Một số biến đôi khi thì không đáp ứng nhu cầu như vậy. Ví dụ như này nhé, chúng ta muốn tìm một cái phân phối về trọng lượng cơ thể, một nhóm, mà cái nhóm này ấy thì chứa lẫn lộn cả học sinh này, rồi bố mẹ của chúng ta. Thế thì nếu chúng ta sử dụng cái hàm mật độ lõi suất với các cái phương thức rời rạc, chúng ta sẽ tìm được đại khái của hai cái đỉnh của nó, một đỉnh cho lũ trẻ, một đỉnh cho cha mẹ của chúng. Đấy, vấn đề đây. Nhưng vấn đề có thể là cũng phải có ba đỉnh, bởi vì có thể là bố thì khác, mẹ thì đỉnh nó khác. Với mẹ thường đỉnh khoảng 50 cân nhưng bố đỉnh ở 80 cân. Thì gọi kỳ vọng nói. Thế thì nhưng mà điều bây giờ là chú ý đây là ở Mỹ chẳng hạn, ở Việt Nam ta thì bố là tầm khoảng độ 70 cân đến 65-70 là trung bình, mẹ khoảng 55-50. Nhưng ở Mỹ thì khả năng là nó không hẳn là chỉ có giống người, mà nhiều tộc người, người Anh, gốc Anh, người gốc Đức, người gốc Tây Ban Nha thì người Tây Ban Nha khá là béo hơn. Thì họ thường là khoảng độ bố khoảng độ 120, mẹ 150 kiểu vậy. Chuyện đấy là nó không chuẩn. Thế nên thật ra chúng ta sẽ phải tiến hành gọi là combining, cái kết hợp các hàm của Gauss. Tất nhiên là một cái hình chuông đơn giản thì sẽ không được quyết định này. Nếu kết hợp hai cái hoặc ba cái thì hơn sao? Nếu chúng ta biết được cái nguồn, việc tách các cái tham số với nguồn ấy, kiểu như là tách các bố riêng, mẹ riêng, con riêng, thì chúng ta sẽ tạo được những cái phân phối Gauss cho mỗi nhóm, và từ đó sẽ có những hình chuông riêng cho mỗi nhóm, và cái này khá sẽ giải quyết hơn chúng ta. Câu trả lời là tất nhiên sẽ làm được nếu đó trường hợp hoàn hảo. Trong thực tế thì những cái việc của nhận định trước rất là khó xảy ra, nhưng khả năng đứa trẻ đó nó nặng hơn bố nó là sao? Đó vấn đề. Một giải pháp tốt hơn tức là chia cái trọng lượng cơ thể, giá trị đó thành những cái nhóm ngẫu nhiên. Ở đây chúng ta phải đi sai mức là chia những cái nhóm mà nó cần cái trung tâm của nó. Nó có thể là chúng ta có cái mờ béo, tức là có mờ hàm này. Công thức thì cái hợp như này, giả sử chúng ta sắp xỉ cái hàm lõi suất của một cái thuộc tính liên tục của x chẳng hạn, chúng ta gọi nó là nguy, tức là trung bình ấy. Giá trị x ở trong ví dụ thứ y và cái hàm PDS sắp xỉ thông qua cái tổng m nó chia f bằng k nên với tổng từ 1 đến m của em này, cái em cũng có cũ nhá, nhìn mới cả tương cũng rất là chia ấy, thì nó liên quan đến việc chuẩn hóa hàm chuẩn hóa k này như này. Cái này đã học rồi, 1 trên m sigma nhân căn pi. Về bài toán học chúng ta biết rằng là m rất là cao, và cái công thức này, thứ hai số 4 này sắp xỉ cái sắp xỉ khá tốt đấy, cái thằng mà một chút này mô tả này. Ở cái hình 2.4 chúng ta sẽ có cái thức cận với các tập huấn luyện bao gồm m3 và giá trị thuộc tính là x bằng 1.4, x2 bằng 0.5, x3 bằng 0.7. Thế thì dựa trên ba cái đủ thị đoạn, ba cái hình chuông, mỗi cái ở trung tâm là những điểm đó trung tâm ở 4.5, 0.7, và tất cả chúng đều có phương sai, có độ lệch chuẩn, nó phương sai là 1. Thế thì cái biểu đồ ở dưới chúng ta thấy là gì? Ta có là không gì phương trình này, nó trung bình là nguy ở 0.4 này, ra cái điểm rộng ấy, rộng này, ra phế cái này, tổng thôi, tổng ba cái lại nhau, thằng k chung nhá, k chung nó có tổng ba này, đó chính là công thức này, đó công thức này. Bây giờ ta quan tâm ảnh hưởng của những cái thông số quyết định rằng, về thực tế công việc của thằng PDF ấy, thằng gọi là hàm lõi suất ấy, thì có thể thu được thông qua công thức Bayes ở trên, đúng không? Đây ấy sử dụng là cái phương sai bằng 1, nhưng không đảm bảo rằng
nó sẽ làm việc trong những ứng dụng khác. Chúng ta hiểu cái sự ảnh hưởng những cái hình dạng của cái chuông như thế nào. Chúng ta sẽ kiểm tra công thức của cao xác nhận rằng là cái lựa chọn, nếu mà chọn những cái giá trị phương xa rất là nhỏ thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều, chứ ảnh hưởng lớn đến cái thằng khác biệt giữa thằng giá trị x của điểm đó với cả trung bình của toàn bộ giá trị diễn tập xác định. Và cái hình chuông ấy thì nó tương đối là hẹp, còn nếu mà nó không rộng hơn, nếu mà cái thằng sigma to ra, nó cụ thể hơn là nếu mà cái thằng phương sai nó to hẳn lên ấy, thì cái màng của sự tăng lên nó đập vẹt xuống, nó phẳng không nhọn nữa, lượng không lên cao nữa, lên rất là lên rất thấp thôi. Và giải pháp là nhất là sigma bằng cái nguy, tức là trung bình kỳ vọng cao nhất, thử nghiệm nhỏ nhất. Và ở đây sẽ, nếu trường này có khó, chúng ta sẽ xét một cái chuẩn hóa hôm qua như này. Thì mở cái này nó hơi quá là quay nhiều, nó khỏe lắm này. Cái số này, thế nếu mà có quá nhiều dụ ra, quá nhiều mẫu, làm gì quan trọng chung như chung 4 sao, được gọi là cluster analysis, là phân tích theo cụ chứ mình muốn nhắc được thôi. Tóm lại, tại chẳng hiểu cái này muốn gì, đại khái nó đưa công thức tổng này kết hợp với các cái hình chuông khác nhau. Ở trên thì có một cái x thôi, để nhìn x hơn, các quy khác nhau. Mệt thế.